các bạn ơi, sau khi ăn sáng về là bố con mình đi câu cá các bạn này. Đào Jun đi câu cá nha. Và đã giật được một em cá thắt lát to chưa? Mình câu được con cá thắt lát rồi các bạn này. Phải bắt thôi, nếu không bắt là nó lại ăn tiếp cá thắt lát này. Làm vài con này nấu canh chua các bạn nhá. Đây, ao của ông bà đây các bạn. Cánh đồng này, đá ông bắt ngát này. Nhà nào nuôi vịt, vịt ở đây là ăn vịt sạch luôn đấy. Đá không? Đá chứ con gì? Ấy ấy, để ba mở ra nhá. Đấy. Bây giờ 8 giờ xíu là mọi người ra làm cánh đồng hết rồi. Mình ở nhà câu cá, kiếm vài con nấu canh mẻ, canh chua, uống rượu các bạn nhá. Thích quá. Ấy, thích không? Dừng lại đâu nữa. Thành quả là một con cá chấm đã bị mất các bạn. Và cái cần đã bị gãy. Cần này gãy một xí. Nhưng gãy là do mình, chứ không phải là do con cá. Con cá chấm to kéo vào thì bị choạc. Choạc lưới, kéo định nương lên choạc lưới tại vì không có kia. Đây, còn cái cần này do mình đút vào nó bị gãy các bạn này. Đây, xí gãy đây. Lát nữa mình nối lại. Đây, thành quả đây các bạn. Thành quả của mình là một đống cá nho nhỏ. Tin đang xem bác Ngọc Anh làm cá à? Đấy, nhiều cá chưa? Cá to bị tụt rồi. Con nào mất là con cá to. Đấy, được một con cá chép và cá châu Phi các bạn. Bị mất một con cá chép nữa, một con chấm to. Cá gáy phải không? Đấy. Bây giờ chín với lại nấu canh chua đúng không anh? Nấu canh chua đi, uống rượu cho ngon. Tin ơi. Tin, bố gọi nè. Con đang xem bác làm cá hả? Thôi, con nó để chín giòn luôn bố. Mấy con cá nhỏ chín giòn bố. Chín làm hết luôn đó hả? Ừ. Ăn xong hết. Con thả thả mấy con nhỏ xuống. Ở đây mọi người này, tối qua không thấy nhà ông ngoại có phong lan. Dạ chào hoa nhạ. Dạ. Phong lan này là phong lan rừng đấy. Thấy chưa? Hiểu không? Tạm phòng lan rừng đây. Này chắc là phòng lan rừng hồ điệp. Cái này nghe đôi hoa đẹp lắm này. Cây đó. Hiểu chưa các bạn? Đấy. Trời ở đây hay lắm. Lúc thì nắng to, lúc thì mưa phân phân. Lúc thì lại trời âm u, như bây giờ lại âm u này. Cũng hơi se lại. Lúc thì nắng gì mà nắng. Trong có một tí buổi sáng mà cái vạn tuế mà thay đổi mấy lần của không khí luôn. Với lại ở ngoài này là đa số là đều dùng bằng giếng các bạn nha. Con chơi nhôm nhôm đi nhá. Nhà bà có cái giếng này. Giếng này thì không có phèn nhiều bằng nước giếng khoan. Giếng khoan thì sẽ phèn với lại vôi nó nhiều. Còn trên phố thì họ đều dùng nước máy. Đây này có cái gì không bao giờ hết nước. Còn ông bác đang thái heo sạch đây. Heo này là heo sạch đây, heo trung đụng đây. Đấy. Anh làm gì mà thái nhỏ mà. Mày chưa thấy mỏng. Mỏng như đâu phải nhỏ. Anh như thế này là dày mà lại nhỏ. Này heo sạch đấy. Già nó dày là hôm tối qua ăn ngon lắm. Đấy, bà đang nấu canh chua. Không, ba sổ cà chua. Sổ cà chua hả? Sổ cà chua đổ lên con cá gì nữa. Đổ lên cá mà ăn cá sống luôn. Cá nó bị dính nhỉ? Dính cá bị dính nè. Dạ. Ok, xấu đẹp gì vào bụng hết. Thịt viên. Đây rau hành mà trồng nó nhòi nhạt cái kia phải không?
Ờ, bà có một một bảy rau ngoài kia mà. Là ba ăn là khỏi lo. Khỏi lo đúng không? Lát được làm tí rau sống nữa. Ui giời ăn đúng bài. Mát mẻ. Bin. À bà xào ổng hoa. Đúng đấy. Xào này ngon. Lấy bín gần không bà? Bín có gần không? Để bín này, bín này. Bín để lấy cá về bán này. Sốt cà chua đẹp ngay, đẹp ngay. Cứ để bên thịt cái hôm ăn để mất phí. À. Đây các bạn này, nhà bà trồng rau ngay này này. Nên là rau sạch đấy, bà làm cái vườn rau ăn hàng năm luôn. Cứ hết rau này lại trồng rau kia. Rau này mà ăn sống thì đúng bài, hành nhỉ. Hành nhiều chưa, hành rồi kiệu. Đó, hành rồi kiệu, rau lang, rau sống kia, các kiểu luôn các bạn nha. Rau mùi để ăn sống này. Đấy, đủ đủ này kìa. Đó, trời bây giờ lại âm mưa mưa phân phân này, buồn cười không? Đấy, bà làm rau đấy. Không nhà quê mà. Cứ tăng gia sản xuất nuôi gà, nuôi vịt nhiều lắm. À, nuôi gà bên này này. Gà, vịt đó, ăn thoải mái. Thôi em đi rồi. Em lớn rồi toàn. Rồi em chơi đi. Mời mời mọi người ăn cơm cùng với gia đình nhà ông bà nhá. Rồi con mời bố, con em mời anh nhá. Dạ. Tống mày không? Ba, keng, hết ai bà nhá. Hết hết hết. 100% luôn. Nhiều mùi ngon. Mình uống rượu các bạn ạ, rượu thuốc của ông này. Ông hay đi rừng tàn rượu, tàn rượu bồ dương thế này không? Còn cái cầu củ, cầu củ đi biển đấy. À, củ gấu hả? Củ gấu gì nữa? Đi biển đâu? Cái này uống uống, uống để làm gì không? Đầu lưng hay lắm. Đầu lưng nhà cháu không biết đầu lưng. Đúng, củ dương á. Cái này. Bạn cho chai rượu mà ngâm một đầm. Ngâm một trăm hả? Uống được lúc hôm đúng rồi. Ơi, xâm chân nhá. À vậy hả? Đem một đầm sữa hát. À. Đầm á hả? Đấy, này. Có rượu sâm rượu mình ngâm sữa hát. Sâm còn hát. Không đến tối uống rượu sâm rượu sim. Bà cho con một ly rượu sim. Tối nhá. Đấy, rượu ngon lắm. Điều này ông bảo là nó có bị the the nhỉ? The 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 the. Thắng hơi đắng mà the the. Ờ chữa đau lưng các bạn này uống tuyệt vời, mình uống tuyệt lắm. Nó uống vào là nó đắng cái miệng các bạn nha. Còn đây cá là thành quả bố con câu từ sáng đến giờ đây. Nhưng mà thả một ít. Để bắt lại bốn con để nấu canh chua thôi. Đang đốt cho công ty ăn này này. Đây các bạn này, rau sống nhà ông bà trồng được. Cái này là rau toàn nhà ông bà trồng các bạn nhá. Cá thì ở nhà, vịt thì nuôi. Không có toàn ăn đồ sạch đấy. Ăn đồ sạch. Cái heo mà đông lạnh thái là cũng sạch luôn các bạn. Rau ngon lắm này. Này các bạn. Ở nhà cả đấy. Ngọc anh sắc thịt mô mà tiếu tiếu rí đi. Tối qua bố con mãi đến 8 giờ, hơn 8 giờ mới tới nhà ông bà uống phê luôn các bạn. Gần 2 thùng bia uống xong nằm ngủ luôn. Sáng nay dậy đi ăn sáng này, xong rồi câu cá trưa nay ra đây. Đây là buổi trưa đây các bạn. Buổi trưa đầu tiên ở Quảng Bình đây. À, bà mua lòng heo này các bạn này. À, chấm cái nước mắm cái cay lên luôn sổ rồi bỏ vào xong rồi uống với ông một ly rượu nữa. Ngon tuyệt vời luôn. Ông người ông bố dạ anh. Ôi dạ ơi ly rượu thắm tình luôn, ngon lắm. Thắm tình quê hương Quảng Bình ở ông nhỉ. Có điều Quảng Bình đấy điều ngon lắm chứ chút đó. À thì bố để mình ngoài lấy cho một can bố cả ông nội ba can. À ba can được bà. Mày mày đi ra ngoài này con. Mày thì nào một miếng nào một miếng nào một miếng nào một miếng nào một miếng. Thì sao vậy? Thì bằng con miếng có phải gì? 120 cây 120 cây đó không? 20 mà bây giờ mày hái bữa con chạy xe 7 mấy thôi. Lỗi 7 mấy con nó chạy đây rồi. Thôi đi xe máy thôi chứ. Để chi nấu riêu chưa? Ôi ôi, dậy lắm. Ôi ôi. Dạ,
mê. Thương thì được ăn mà được mấy nôi ngoài à? Thương quá. Ờ được thì lấy cho 4 nôi nữa. Để gửi vô trong nôi. Con đừng ngon á. Lấy ngon đi. Cái này the nó đắng đắng hay không nhỉ? Ừ. Về uống dạ. Mà chữa đau lưng nữa giỏi. Một nôi hơi đắc đắc mà chị bố. Rất ngon. Nè, canh chua đây các bạn. Canh chua bà nấu á, ta nấu theo kiểu Quảng Bình đây các bạn nha. Có giá này, rồi cái gì muối chua này này. Cái này. Chị nở đó là lấy bốn năm nôi gì đó. Bỏ cái mì canh to để cho cái mì canh to nữa đấy, cỏ cái này là cái gì đâu nhỉ? Dưa chua. Dưa chua nhưng mà cái quả gì đây? Quả dưa đấy. À, quả dưa hả? Ừ. À dưa người ta muối ấy. Muối chua đây. Thì bỏ cái ăn bài trái nữa. Đi. Một cái ăn bài trái ngon, lấy sáu cái này, kia lấy sáu trái thôi. Lấy cá nữa, một bốn cá này. Lấy cho đây nhưng mà nó không, nhưng lấy là biết một nôi thì lấy bài. Rồi ra nấu cho tôi vô ăn mẹ. Chua hay lắm nha các bạn nha, đây này. Có kia đi. Cái quả dưa, quả dưa muối đây này. Mày đây cái ông ngoài. Mình là cái này. Nấu theo kiểu của mọi người vào Quảng người quên người dân Quảng Bình các bạn. Uống ba review, uống ba review. Đấy là quả dưa chua chứ không phải cái nước dưa mình nấu cây nữa. Mè đúng không? Mè. Ăn rất là ngon. Trong đó nếu không nấu mè nấu với hạt me. Cái đấy nấu dưa chua thôi. Ngon. Cái cá nấu mè là ăn ngon nhất. Trời, mà gì ăn nó được chứ. Cái đó này. Cái cá nấu mè là chóng nghiền luôn đấy. Mà con mình mè bữa. Con biết làm đâu. Bình cảm nói đi tìm kiếm bạn ạ. Đây là nha. Bà mở cái tủ này nè. Đó là bà ngại ấy. Đó là không để cho mình quay. Bà mở cái tủ này. Đây là còn một xí điều sim này. Là để biếu mình á. Tức là để khách quý bà sẽ rót cho một ly. Trời ơi đây là diều sim của mình các bạn nha. Nó không phải đơn giản đâu. Hơn năm rồi đi Dương nhỉ. Hơn một năm rồi bà. Lâu lắm rồi đi. Con thấy là bà giấu diếm trong cái tủ này. Ừ cái liều mồ. Như vậy hay là thôi con nghỉ đi. Nếu con rể về mưa một ly chết thật. Vui. Con rể biết. Con rể không được một ly. Nhưng mà cháu lại được một ly. Thôi con. Ông ơi, ông. Chắc là thôi phải làm ly nữa. Ừ ly nữa. Bà nhá. Đây là anh Hồng Anh này. Anh rể anh của mình. Đó, và đây là con rể có ông bà đây. Ai đang trách là con rể về mà ông bà không cho cái diệu quý nào đâu các bạn ạ. Nhưng mà khi cuộc sống nhìn tới này, bây giờ nói cái giọng cũng ngọng ngọng rồi. Bà cho mình một ly. Bà nhìn, bà cho không? Cho uống một ly không? Cho uống 2 ly, 3 ly. Con thấy là bà cất ở trong tủ. Cô Huy à đâu? Cho nhá, cho con uống. Rồi, để con nói với ông. Như vậy là ông cháu mình uống rượu sim nhá. Thôi, ta uống rượu sim nhá. Thì nói, thì anh là khách hứa để bán. Sim là đi hải trên rừng chứ không phải sim là đi hải. Thì đắp sống để con gọi cho mẹ anh em con đã đủ hết là anh em con là bài đang đắp sống nhỉ đắp sống à anh em của bài đẹp đã nhiều rồi bạn đây con đồ vô ý đắp đường ngoài là tiền ơi anh Bin anh Bin trông em nha con chơi nha các bạn ạ vui lắm tình cảm của ông Minh này. Bà chưa bao giờ cho ai mà bà rớt cho mình một ly các bạn ạ. Sim này từ bà đi hái đấy chứ không phải là sim mua vườn đâu. Sim đi hái trên rừng đó chứ. Đây quá là ngon luôn. Đây nên con bà giống con cái hũ rượu đi. Con cái nở lắm cho con cái nụ ngoài trái cho. Là bây giờ này ra ngoài đấy con bá thầu nữa. Riêng mày muốn thầu đi nhé. Mày thầu đấy là ông ngoài là đây không nếu ông ngoài ông thiếu. Mà ông ngoài là đây. Đôi em bị bao nhiêu ông ngoài phải 5 ly nữa ông ngoài bị bữa đô ông ngoài ngủ đấy. Tức là 5 ly này. 5 ly này. À 5 cối đấy. Có lẽ con cũng phải ra. Nếu mà
Nếu cháu cháu hiểu là về ngoài là đúng 5 ly. 2 ly thôi, 2 ly thôi. Thôi 5 ly đi. 5 ly là căng quá, ba hết rượu ấy. Ba hết rượu, ba cả ăn rượu. Đó, là, đồ đó là niềm vui đó, là niềm vui. Lại hiểu không chứ này, ông mà đến đi làm ruộng á. Con đừng có lo ba. Con nhá, con giữ em tin nhá. Bin giữ em tin nhá. Lo bằng ngoài thiếu nữa đấy. Nó em không có cái gì nữa. Ông ngoại chế cho con đi, ông ngoại. Chế. Đây là dùng sim này. Sim đặc á phải chế các bạn, không bao giờ uống được từ đặc đâu nha. Tại vì nó ngon quá, đặc nó ngọt quá. Phải chế một tí là rượu bảo đảm à. Để ăn trên YouTube được. Được rượu này được ăn trên YouTube. Rồi cái này có khác gì là rượu vang Pháp. Ờ nó bôi lông Pháp đâu nhỉ. Đây về của mình các bạn này. Đó. Chỉ có tình cảm còn như thế này với Vin là tình cảm nhất đó. Quá tình cảm luôn bà nhỉ. Ông cho con đây này mà xin chừng này thì. À tức là bà mời con phải không? À các bạn ạ, bà mời mình là uống một ly nguyên chất thế này. Thử xem nhá. Thử xem. Ngon lắm. Ai thích không? Ngon lắm, mình xin mời các bạn. Rồi con mời bố. Thơm lắm các bạn ạ. Khi mình ngửi vào rất là thơm, nhẹ nhàng lắm. Các bạn ơi, thích lắm. Thích lắm cơ lên các bạn ạ. Các bạn thích lắm cơ. Cái này không có bán trên thị trường nào. Ơi thơm lắm các bạn. Nói rất là thơm. Màu nó đẹp này. Giống như vang vang chát, vang ngọt của Pháp nhỉ. Ông ơi, lên cái ông. Con mời bà luôn. Ông nha, này. Mình mời các bạn. Ngọt không? Quá ngọt, quá êm, quá dịu. Ngon. Trời ơi, ngon lắm các bạn ạ. Ngon, ngon tuyệt vời. Ví dụ sim này các bạn này, không phải là ai không được uống đâu. Bà cất này, con dế có bà không được uống. Đó, mà tới hôm nay là bà mời cuộc sống ông Nguyên các bạn. Đây. Đó. Đó, tuyệt vời, ngon lắm các bạn. Con bị đắp cái vai đồng kia không? Mẹ đồng kia để bá mà kêu bàn bá lại là bá tốn một lần. Bá uống lên hết. Nói thiệt. Bá mà kêu bàn lại là bá uống lên hết. Mẹ phải cất. Đúng rồi, phải cất. Một ly. Thế nhưng mà ngon bà, ngon. Rất là tuyệt vời các bạn nha.